vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại Ba Lan cướp đi toàn bộ tài sản của hàng trăm tiểu thương người Việt. Ngày 13 tháng 5, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại trung tâm mua sắm Marula ở thủ đô Warsaw, Ba Lan. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn hàng trăm gian hàng của người Việt Nam kinh doanh tại đây. Theo thông tin từ chị Nguyễn Trung, một tiểu thương có cửa hàng quần áo tại trung tâm mua sắm Marula, vụ cháy xảy ra vào sáng cùng ngày. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh khắp tòa nhà, khiến người dân không kịp trở tay. Mọi thứ cháy rất nhanh, chỉ trong phút chốc, không còn gì cả. Chúng tôi đã mất toàn bộ tài sản tích cóp bao nhiêu năm nay, chị Nguyễn Trung đau xót kể lại. Vụ cháy đã gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề về tài sản đối với cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Nhiều người đã mất toàn bộ nguồn sống, rơi vào cảnh trắng tay. Hiện tại, các tiểu thương đang tập trung tại hiện trường để làm việc với cơ quan chức năng và Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan để xin hỗ trợ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết tương lai sẽ đi về đâu vì đã mất tất cả trong vụ cháy. Hàng chục năm kinh doanh tan thành mây khói trong chớp mắt, những thương nhân tại gian hàng 30m² kinh doanh giày dép ở trung tâm mua sắm Marilyn, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự mất mát quá lớn. Chị Hoa, một người đã gắn bó với gian hàng này hơn 50 năm, cho biết để bắt đầu lại công việc mới quá khó, nhưng không biết đi buôn nơi nào, đứng ở đâu. Từ khi sân vận động được di rời vào đây 14 năm trước, chị Hoa và những người khác đã dồn toàn bộ vốn liếng vào gian hàng. Nay, sau vụ hỏa hoạn, tất cả những tài sản đó đều đã tan thành mây khói. Anh Đặng Văn Dũng, 37 tuổi, quê Nghệ An, cũng lâm vào cảnh khốn đốn khi toàn bộ hàng hóa, giấy tờ bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng. Chúng tôi mất phương hướng hoàn toàn, hàng nghìn con người ở đây không biết sẽ đi đâu về đâu, làm gì để tiếp tục cuộc sống. Anh Dũng đau buồn cho hay, danh sách thương vong và thiệt hại đang được thống kê, những người dân bị ảnh hưởng đang tập trung tại hiện trường để cung cấp danh sách thiệt hại lên chính quyền, hy vọng nhận được sự hỗ trợ. Theo thống kê ban đầu, ngoài gian hàng của chị Hoa và anh Dũng, còn có nhiều gian hàng khác cũng bị cháy rụi, gây thiệt hại nặng nề cho các thương nhân.